Kỳ họp thứ 10 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tại Hội trường Thành ủy. Nội dung chương trình kỳ họp này đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất trong cuộc họp diễn ra vào chiều nay dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị thông qua 9 tờ trình kèm 10 dự thảo nghị quyết trong đó trọng tâm là các nội dung về điều chỉnh kế hoạch vốn, bổ sung giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công, sửa đổi bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023, sửa đổi bổ sung dự toán ngân sách năm 2023, thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 phần 2.000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị Quỹ Ban Nhân dân Thành phố và các Sở Ban ngành Thành phố chuẩn bị chú đáo các nội dung tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự và thời gian để kỳ họp diễn ra thành công.